Get your fucking hands up. Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Blue John. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái sự kiện này anh em à. Đây, cái sự kiện mà say mê bóng đá cơ nè. Thì nó sơ qua thì cái sự kiện Iran Go này thì nó sẽ trên cái mỗi cái bản đồ của chúng ta, như là Iran Go, Nusa hay Levit thì đều có sự kiện, nhưng mà mình chơi cái map Nusa thì nó chỉ là hưởng ứng theo thôi anh em à. Chứ nó không có sự kiện. Tuy là nó có khi mà anh em vào chơi sự kiện này, nhưng mà ở trong kia thì vẫn như là bản đồ bình thường anh em ơi. Đó, thì mình nói sơ qua về map Iran Go đi. Đó, trên mỗi cái bản đồ Iran Go này thì nó sẽ có. Đó anh em thấy intro đẹp không anh em? Tuyệt vời luôn đó. Trong ba cái map chúng ta thì cái Iran Go thì cái bản đồ nó có nhiều cái sự kiện, nhiều cái để chúng ta chơi hơn là so với cái Levit nha. Levit thì nó không có, nó cũng có cái khu giống như khu sân bóng nè anh em à. Nè anh em thấy không? Nó sẽ có cái khu sân bóng như thế này. Chứ nó không có cái khu football carnival nha anh em. Thì còn Iran Go thì nó sẽ có cái này. Khi mà chúng ta nhảy vào thì chúng ta sẽ có cái tự có cái thẻ hồi sinh cho chúng ta vào nhân vật. Và khi mà lỡ chúng ta sẽ chân chết thì sẽ hồi sinh lại ở trong vòng bo nha. Thì giống như cái sự kiện đợt trước. Còn khi mà anh em nhảy ra ngoài này, ví dụ như chúng ta nhảy vào Bochinki, lỡ chết luôn thì cứ như xong anh em à. Đây, đây là cái sân chợ của chúng ta anh em. Đó. Khi mà anh em nhảy vào cái sân này á, thì chúng ta vào đây đá bóng thì nó sẽ có đồ cho chúng ta thôi. Và mấy cái khu này nó khu nhỏ lẻ nhưng mà nó cũng rất đông anh em à, chứ không phải là không đông. Khi mà xa đường ba này thì anh em muốn vào đây để hồi sinh thì chúng ta bắt buộc phải đi xe thôi anh em à. Đó, thì chúng ta đi xe ra đây. Nhưng mà khi mà chúng ta đi xe ra đây thì nó sẽ không có thẻ hồi sinh đâu nha. Tại vì muốn có thẻ hồi sinh thì tính từ máy bay nhảy xuống cái điểm football carnival này thì nó sẽ có cái thẻ hồi sinh cho chúng ta thôi. Còn nếu mà bình thường chúng ta nhảy xe, nhảy xuống xong rồi chúng ta lấy xe chạy lại thì tất nhiên là nó sẽ không có hồi sinh rồi. Ok. Và mình hướng dẫn cho anh em chơi cái sự kiện này như thế nào. Tại vì trong này nó sẽ có tặng cho chúng ta một số cái quả bóng á. Khi mà chúng ta loot được quả bóng thì chúng ta có sẽ có những cái kỹ năng. Đây, đây là sổ tay chiến đấu say mê bóng đá này mà. Chúng ta chỉ cần click vào xem thôi. Đó, ok. Trong này có hướng dẫn rất là đầy đủ luôn anh em. Bây giờ thì đầu tiên chúng ta xem qua cái cập nhật bản đồ trước đi. Đây. Đó, ok. Thì trong cái cập nhật bản đồ này thì chúng ta nên xem cái nào. Đây. Đầu tiên khi mà chúng ta muốn đi loot dạo thì chúng ta hãy xem cái tuyến đường Starber. Đây thì cái tuyến đường này nó sẽ cho chúng ta nâng cấp cái thêm đó là tìm kiếm trang bị dễ dàng hơn nè anh em à. Đó. Và nó sẽ sửa đổi một số cái địa điểm ở trong Starber nó gọn gàng hơn. Đó anh em thấy không? Đó. Thì nó sẽ sắp xếp dễ tìm đồ hơn. Thường thường ngày trước thì version 2.2 thì cái bản đồ này là tìm đồ rất là khó anh em à. Còn hiện tại bản 2.3 này thì đồ nó gãy dễ hơn. Dễ. Nó spawn ở trên mấy cái hầm gỗ á, rất là dễ tìm luôn em. Đó anh em thấy không? Và nâng cấp thêm của cái dãy núi Starber này đó là cáp treo anh em à. Khi mà anh em loot xong thì anh em có thể đi cáp treo tới cái địa điểm khác này anh em thấy không? Đó, một là chúng ta đi qua Sevani hoặc là Kamet. Còn không thôi thì chúng ta bay về Yatnaya đó anh em nè. Đó, cáp treo rất là dễ dàng cho chúng ta đi loot dạo trên này. Đây thì tiếp theo đó là khu trang bị anh em à. Đó, ok. Đó, thì trên cái rô hóc nó sẽ có một cái phòng mà ba cái cửa sổ bị che kín. Mấy cái trên cái mini map khác thì cái khu vực khác thì chắc cũng có, nhưng mà mình chưa khám phá này mà. Đó. Thì trên này nó sẽ có một cái phòng để chứa những cái súng thính anh em à. Nhưng mà phòng này không phải dễ vào anh em. Khi mà anh em loot hết cái khu này thì
nó sẽ spawn một cái thẻ đó anh em không, cái thẻ để mà quẹt và để vào, cái thẻ để mở khóa đó anh em đó. Khi mà anh em loot được cái thẻ thì anh em có thể mở cửa vào đây đó. Anh em vào đây thì loot những cái vật phẩm ở trong này hên xui thôi, nếu mà hên thì nó sẽ ra full cây ba thôi. Hôm nào mình sẽ test coi cái trong này có không nha anh em. Đồ cái này có MG3 luôn anh em, tuyệt vời. Ở đây thì nó có sẽ thêm cái radar phương tiện này, cái này chắc anh em đã biết rồi. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái radar phương tiện này thì chỉ cần dùng nó thôi thì chúng ta sẽ biết nó là cái phương tiện xung quanh khoảng trong vòng 100m nó là ở đâu anh em à. Đó, anh em thấy không? Đây thì bổ sung cái đó là cái tìm ra phương tiện đó anh em. Chỉ tốn 5 xu thôi anh em à. Tốn 5 xu thôi thì chúng ta có thể tìm được xe, tất cả các loại xe luôn anh em nha, chứ không có ngoại trừ cái xe nào hết. Đó thì nó sẽ hiện lên chúng ta cái radar đó. Đó. Nó sẽ thể hiện cái vị trí xe cho chúng ta. Thì chúng ta có thể nhanh chóng lấy xe để loot chạy vào bo anh em. Và cái quét radar này thì nó chỉ tìm xe thôi chứ nó không tìm được người đang ngồi trên xe di chuyển nha. Nếu mà anh em dùng cái này để cho người tìm người để mà giống như để hack mà tìm người chơi đang chạy xe thì không được anh em à, bị khóa rồi. Ok thì chúng ta sẽ quay lại vấn đề chính, đó là hướng dẫn xe mê bóng đá nè. Thì đây là cái lễ hội bóng đá mà anh em cũng có coi World Cup rồi đó, mấy ngày nay thì cũng có World Cup rồi đó. Ok thì chúng ta đầu tiên thì là siêu tốc nha, chạy đôi giày của Messi nè anh em ơi. Ok thì đó, bây giờ là giới thiệu tất cả các bạn đó, bản đồ đó, đây là đôi giày vàng của Messi và nó sẽ giúp cho chúng ta tăng tốc đáng kể cái việc chạy nhanh này, giống như hách chạy nhanh anh em. Thì chúng ta có thể trượt trái hoặc trượt phải cái nút bên phải mà dần dần cái nút trượt đó, thì chúng ta có thể đó anh em thấy không, thì kéo qua phải qua trái thì chúng ta có thể trượt, giống như trượt né đạn để tấn công địch gần anh em à. Và thì chúng ta có vũ khí ném mới, đó là quả bóng đá thần kỳ. Thì bóng đá này nó có nhiều cái chiêu thức đá, khi chúng ta đá cong đá thẳng đó anh em, đá thì làm cho đối cái địch bay lên hoặc xoáy về phía một hướng nhất định anh em à. Đó, khi mà địch nó núp ở gốc cây thì chúng ta có thể đá bóng, nhưng mà mình thấy cái kỹ năng này hơi thừa thải đó. Đó anh em thấy không, khi mà địch núp thì chúng ta có thể đá xoáy từ trái đá qua để kéo cây địch qua bên trái đó anh em thấy không, đó kéo cây địch qua bên trái hoặc là bên phải, nó cũng làm tương tự vậy thôi, nhưng mà khi mình cầm trái bóng lên thì kiểu như nó xé chỗ sắp mặt rồi anh em à. Ranh đầu mùa mà anh em cầm vậy hơi toan, nếu mà boss thì anh em có thể nhây nhây chơi đồ được, chứ còn nếu người thì chắc mình nghĩ là hơi khó anh em à. Đây tiếp theo thì biến hình bóng đá đó anh em thấy không, bóng đá. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhặt được cái ba lô này, ba lô phương tiện bóng đá do nè, thì chúng ta chỉ cần tìm ở trong cái sự kiện lễ hội bóng đá thì nó sẽ có. Bắt đầu thì chúng ta biến hình quả bóng nè, thì chúng ta dùng điều khiển để lăn khắp nơi, điều khiển di chuyển nó bật nhảy đó, bật nhảy luôn, muốn đi đâu đi. Thì bây giờ chúng ta bên cạnh việc di chuyển thì chúng ta có thể bóp kèn hoặc là chuột lên nè đó, hoặc là kêu đồng đội đá cho chúng ta đó nè, đá một phát bay luôn vô đây tấu hài thì cực đỉnh anh em ạ, đó bay luôn siêu đỉnh luôn. À khi mà anh em biến hình trái bóng thì anh em có thể thổi kèn cổ vũ nha, nó chúng ta có thể chơi đua đá bóng với bạn bè anh em à. Có thể biến hình trái bóng rồi anh em chúng ta có thể là chạy đua các kiểu luôn nha. Ok thì tiếp theo ra coi. Đây, cái sự kiện lễ hội đá bóng thì nó sẽ nằm ở ngay cái khu quarry trong Irango. Đó, thì chúng ta đi vào đây thì tất nhiên là đồ nó giàu lắm anh em à. Đồ thì quá là đồ luôn. 5 team vào đây loot vẫn còn dư đồ anh em à. Nhưng mà xui thì chả có cái gì anh em, khi mà anh em đáp xuống thì chả có cái súng nào hết. Trong đồ trong này thì đồ nó rất là nhiều, rất là giàu, nhưng mà xui thì cứ như to, mình nhảy gãy hoài anh em à. Đó, ở đây là cái hòm ở trung tâm, thì anh em đợi một khoảng thời gian nhất định thì cái hòm nó mới mở được nha anh em.
Rebound card đó là cái thẻ để mà tự hồi sinh cho chúng ta khi mà chúng ta đã bị nóc anh em à. Ở trong này có luôn là cái bệ phóng tên lửa giống như cái đợt cập nhật hình như là 1.9 thì phải bắn tên lửa đó anh em. Ở trong đó bắn cho chúng ta để bay xa hơn khi chúng ta vào bo. Tại vì cái khu quarry này thì bo nó rất ít khi là về quarry nha. Thì nên chúng ta có thể dùng tên lửa để mà đi vào bo anh em à. Ở trong này nó có cái trò chơi đó là mini game bóng đá, thì như hồi nãy mình có nói thì đây. Đây, trong cái mini game bóng đá này anh em thấy không? Đó. Chúng ta có chơi chỉ cần nhảy lên đây là biến hình quả bóng là chúng ta trượt thôi, trượt và biến hình người lại để mà bắn kẻ địch đó. À, này tên lửa này anh em thấy không? Đó, bệ phóng nè, bệ phóng tên lửa nè. Bắn để chúng ta đi vào bo. Đây. Còn cái chế độ Aftermath này thì mình thấy cái này là giống Free Fire rồi đó anh em à. Cái Aftermath này bây giờ nó có cái vụ cường quá trang bị nữa nè. Đây, anh em vào xem nè. Nhìn nhiều cái bây giờ không dám vào đây luôn anh em ơi. Vô cường quá trang bị. Thì ai cũng có thể loot đồ được. Aftermath đã chính thức bắt đầu đó anh em. Đó. Thì chúng ta vào đây loot đồ đó. Đây là cái giáp 2. Và khi mà loot giáp 2 xong thì nó có sẽ cái vật phẩm trang bị đó nâng cấp Apply Air đó. Đó là dùng để cường quá áo giáp lên tăng một cấp đặc, tăng một cấp bậc. Khi mà chúng ta lượm thêm một cái đồ để trang bị nữa thì nó tăng cái áo giáp lên level 2. Đó. Giống như giáp 1, giáp 2, giáp 3 nhưng mà cái này làm nhiều cái mới cho anh em hứng thú hơn thôi. Giống như giáp 1 nó khá là yếu. Và đây là nâng cấp cho súng Bison nha. Nâng cấp từ 2 cấp độ nè, mắc là 2 cấp độ. Thì tốc độ ra đạn của Bison rất là nhanh. Sử dụng đạn chính mà. Khi mà bình thường thì tầm 7 viên hoặc 10 viên thì không nóc, nhưng mà khi mà chúng ta nâng cấp rồi thì tầm 5 tới 7 viên có thể nóc luôn anh em ơi. Bison bắn khá là nhanh. À nha. Cái này là B90 nha, B90 bắn khá là nhanh anh em ơi. Đây nâng cấp trang bị nữa nè. Vô cái không dám bắn chơi luôn này mà. Đó, Aftermath đã chính thức bắt đầu rồi anh em. Rồi ok, đây là cái hầm đồ tiếp tế ẩn nha. Nó được tạo cái quả tiết lấp lánh luôn. Rồi mở hầm đồ ra coi có gì trong đây. Đây, một số cái vật phẩm cao cấp. Rồi, nước luôn anh em à. Rồi, đồ thăng cấp luôn, áo giáp luôn. Tuyệt vời. Chiếc xe này gì đây? À, chiếc xe này để gì đây? Ôi, trang bị anh em à. À, cũng như tiền để mà mình vào shop mình mua đó anh em. Vô đây coi có gì không đây. Đánh dấu tủ y tế à. Nhiều rồi, cái thứ mới mẻ quá anh em ơi. Chắc trong này có cục máu rồi chứ đâu. Nạp năng lượng hả? Vãi nồi à. Không bao giờ hết trang bị. À, đồ. Có nhiều cái hơi mới mẻ anh em ơi. Ồ, màn mới nữa. Màn mới là gì đây? Ồ, Asker Hood hả? À, nhiều cái liều chạy nó sẽ được mở ra trong cái Aftermath này anh em à. U là chạy nó phun lửa anh em. À, trong này nó có boss mà chơi súng phun lửa nữa anh em ơi. À, cái này mình phải làm khám phá mới được anh em. U là chạy đồ giàu thế. Aftermath dạo này có vẻ là làm cho những người mà mới biết chơi vào đây chắc có vẻ hứng thú hơn khi chơi game nữa. Chứ khi mà anh em cài ranh mà bị hành quá nó cũng hơi chán nản, không ai muốn chơi nữa. Vào đây thì chắc bắn boss hơi nhiều và cái độ giật của súng nó sẽ không giật bằng khi đấu ranh. Vào đây bắn như hết anh em. Không có giật gì hết, cấp 3, 4, cấp 6 thì bắn y như nhau. Bắn như tầm 20m á. Đâu vô đây có cái đề cử vũ khí rồi, có cái trang bị nào mới không anh em? Tôi chưa thấy cái trang bị nào mới cả. Đâu rồi? À, nó cũng thông báo địch ở phía trước thôi. À, đây là những cái khẩu súng như là SKS và là SLG là cho phép bạn lựa chọn tuyệt vời và cho phép bạn bắn lệch nhiều hơn. Tức là vào đây thì nó hơi giật nhiều hơn so với bình thường anh em à. Tại vì súng này khá mạnh nè, SKS là
DMG mà. DMG thì bắn nhanh và mạnh nữa. Đây thì nâng cấp cho cái khẩu Skyline tốc độ bắn nhanh hơn nữa anh em. AKM có tốc độ nhanh, trong khi đó Skyline có tốc độ bắn nhanh. Trời, dữ à. AKM mà nạp đạn nhanh mà SLG có tốc độ bắn nhanh. Ôi dồi ôi, tuyệt vời. Bộ đôi AKM Skyline đó là một bộ đôi hoàn hảo anh em à. Trong này theo như mình nghĩ bộ đôi hoàn hảo. Khi mà AKM thay đạn nhanh trong này bắn đam khá mạnh đó anh em. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết clip này nha. Và anh em cảm thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh với mình. Hẹn gặp lại anh em vào những clip review sau. Bye bye anh em.